Hello, xin chào anh chị, lại là em Tâm đây. Em Tâm chuyên viên tư vấn bất động sản khu vực Nha Trang Khánh Hòa. Chào mừng quý anh chị đã đến với kênh YouTube Nha Trang Nhà Đất của Tâm. Chiều hôm nay em đang ở tại thực địa ngay mặt tiền đường Trần Phú, trung tâm của thị trấn Diên Khánh, phía sau lưng em, nằm trên mặt tiền đường 30m. Hôm nay em muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị một lô góc hai mặt tiền nằm trên mặt tiền đường Trần Phú, rộng 30m, thích hợp vừa ở vừa kinh doanh mua bán. Phía sau lưng em, lô đất này có tổng diện tích là 115m², ngang 8m và dài là tầm 13,5m, có 50m đất ở đô thị và còn lại là đất cây lâu năm, toàn bộ quy hoạch đất thổ cư hết. Từ vị trí của em đang đứng đây cách ra bệnh viện đa kho của Diên Khánh là tầm 800m, cách ra ngay chợ Thành là tầm 1,4 km đó, và về trung tâm thành phố Nha Trang là chỉ tầm 9,5 km thôi. Anh chị thấy phía sau lưng em không, nhà nào ở đây là cũng kinh doanh mua bán được, nhà hàng quán cà phê rất là tuyệt vời luôn, với giá bán là chỉ có 38 triệu cho 1m². Để quý cô chú anh chị hình dung dễ hơn thì em sẽ quay review xung quanh và tiến sẽ bay thêm vài ảnh là kem để mình xem thêm nha. Đây anh chị, hiện tại là em đang ở trên mặt tiền đường Trần Phú, rộng hơn 30m đó, đường rất là rộng, gần sát bên quán cà phê Biển Dần nè. Xung quanh đây là nhiều chủ quán cà phê sân vườn, nhà hàng tại khu vực này. Bên đây là có nhà hàng chay luôn đó. Mặt tiền rộng 30m, là hai bên rất là rộng, rồi mỗi bên là tầm 4-5m nữa. Đây là lô góc ngày hôm nay em Tâm muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị. Đây em đứng bên đường để cô chú anh chị mình dễ hình dung hơn. Thì trên đất hiện tại là có một nhà cấp 4 cũ, anh chị có thể là để tận dụng sau này mình sửa lại, hoặc là thứ hai là mình đập luôn vẫn được. Ngang 8m mặt tiền, từ cây này ngang qua đây là 8m và dài là 13,5m. Bên hông là có một đường bê tông rộng 3m. Theo hướng tây này của em là cách ra ngay bệnh viện đa kho của Diên Khánh là tầm 800m thôi, và cách gần ở đây là có trường Hồ Hoa Thám và trường Kim Đồng, cách 100m là ra đụng cầu Thành. Theo hướng này là cách về ngay cây Dồ Đô là tầm 1,4 km đường ô tô thôi anh chị. Đó, xung quanh rất là nhộn nhịp, rất là đẹp luôn. Đây, một lô góc nằm trên mặt tiền đường hơn 30m, bán đất toàn kèm một nhà cũ, hiện tại là dài 13m anh chị. Đó, dài phía sau là 13m, ngang 8m, 115m². Phía sau đây là có một cái nhà cũ, dài là 13,5m. Diện tích đất là nằm ngay đây, từ hai cọc này qua. Thì hiện tại là trước đây là trên đất là người ta xây một cái nhà cũ để là gọi là giống như dạng kiosk để cho thuê anh chị. Từ ranh của mình ngay đây qua bên đây là 8m, dài là 13,5m. Hướng tây hơi là bắc. Trên đất là có một cái nhà cũ, nhà cấp 4 cũ. Anh chị có thể là tận dụng để lại là mình cho thuê cũng được, hoặc mình sửa làm quán, hoặc là mình đập mình lên. Hiện tại là điện đã đóng hết rồi. Đây là nhà cấp 4 nè, không có điện cho nên hơi tối, tại vì em đang ở đây vào lúc buổi chiều. Đây là phần diện tích đất của mình. Thì khi quý cô chú anh chị mình xây nhà lên đó, mình sẽ xây thực tế từ ngoài đây ra, và ở đây mình sẽ làm cái khoảng sân. Tại vì đối với những đất ở mặt tiền á, thì người ta sẽ có hay, người ta hay gọi là có cái độ thối lui xây dựng. Thì từ đây là thối lui về khoảng tầm 3m, 3m, 3m rưỡi là độ thối lui xây dựng. Diện tích đúng của mình là từ đây, từ cái trụ này ngang qua bên trụ này là 8m, dài 13,5m, vuông vức trước sau. Khu vực xung quanh là ở đây là có nhiều nhà hàng nè, quán ăn. Khu vực này hầu như anh chị thấy là hai bên đường là đều kinh doanh mua bán hết, rất là nhộn nhịp, rất là sầm uất luôn. Giá chỉ có 38 triệu cho 1m² thôi, thì 111m² nhân cho giá 38 triệu thì rơi vào là 4 tỷ 230 triệu cho lô đất này. Trường hợp người hưởng đăng ký nhập chế độ bảo hiểm xã hội một lần, rất là đẹp luôn. Đó. Sau phía sau mình là cũng có quán nè. Với một lô góc hai mặt tiền thông thoáng, vuông vức trước sau. Thích hợp vừa ở vừa kinh doanh mua bán. Để đầu tư cho thuê dòng tiền cũng rất là tuyệt vời. Đó, xung quanh anh chị thấy nè. Mình đi ra tới đây mấy bước là đụng bờ kè sông của Diên Khánh anh chị. Đó, xung quanh đây là anh chị thấy nè, toàn quán ăn không. Rất là đẹp luôn, rất là tuyệt vời luôn, rất là nhộn nhịp. Đó, quán cà phê Điểm Dần 2. Anh chị nhìn thấy theo tay của em á, đó là ra tới ngay view sông cái của Diên Khánh. Về theo hướng này á, là mình khách về ngay chợ Thành đó là tầm 1,2 km thôi. Đó, đường 30m rất là đẹp.
quá đẹp luôn. Đó, anh chị thấy không, khu vực rất là nhộn nhịp. Thì từ vị trí chiếc xe màu xanh của em đối diện qua là vị trí đất ngay cái bảng màu vàng đây, căn góc để thu lui. Khi mà mình xây nhà thì mình phía đó là mình làm cổng, mình làm xong vườn để ô tô, rất là tuyệt vời. Với một bề ngang mặt tiền nhiều như vậy thì khi mà anh chị mở ra kinh doanh buôn bán cái gì cũng rất là ok luôn. Khu vực này là gọi là khu trung tâm nhộn nhịp sầm út nhất của Diên Khánh, nhiều cà phê nè, nhiều quán ăn, nhiều nhà hàng hải sản khu vực này. Đó, dọc đây anh chị thấy hầu như là tất cả ở đây là chỗ này cũng kinh doanh được hết, rất đẹp luôn. Đó, rất là nhộn nhịp, đất thì vuông vức trước sau. Hiện tại là em đang ở đây vào khoảng là 5:30 chiều, cho nên là anh thấy chị thấy là những quán cà phê này đã lên đèn hết rồi nè. Cách 100m này ra đường quốc lộ 1A, đường Hùng Vương, khu trung tâm của thị trấn Diên Khánh, ngang 8m. Có một cái nhà cấp 4 cũ. Đó, ranh là mình từ đây như dài ra đây 13,5 là dài tới chỗ cao cao đây anh chị, bạch sơn màu vàng, đường rộng 3m. Đó, với một vỉa hè ngang 8m như thế này rất là rộng rãi, rất là thông thoáng luôn, anh chị mở ra kinh doanh cái gì cũng rất là tuyệt vời. Đó, bên đây là cũng vậy nè, bên đây là quán cà phê, nhà hàng rất là nhiều. Anh chị thấy không, đường 30m cho nên là ô tô là đậu thoải mái luôn. Và cái kẻ lề này là ô tô đậu lên cũng được 2 chiếc luôn. Lề ở đây rất là rộng, lề ở đây là cũng tầm 5m luôn. Đó, từ đó qua đây là phải 4,5m lề nè, rất rộng, rất đẹp. Quá tuyệt vời luôn. Rồi, em sẽ bay một vòng lên cam trên cao để quý cô chú anh chị mình xem thêm nha. Đây, anh chị, với góc bay lai cam này em sẽ bay bán kính một vòng quanh vị trí của lô đất để quý cô chú anh chị từ trên cao nhìn xuống cảm quan tổng quát về khu vực này được dễ hơn. Thì trước sau thì anh chị thấy là nhà ở hết rồi. Lô đất nằm trên mặt tiền đường Trần Phú rộng 30m, đi ra một tí là đụng view sông Cái, khu vực trung tâm nhộn nhịp sầm út, kết nối giao thông thuận tiện, cách bệnh viện Đa Khoa Diên Khánh chỉ tầm vài trăm mét, cách về Nha Trang chỉ 9,5 km, gần chợ, gần các tiện ích, gần khu đô thị Nam Sông Cái. Khu vực này là khu vực trung tâm nhộn nhịp sầm út nhất của Diên Khánh, nơi tập trung chợ đêm, nhiều nhà hàng hải sản, cà phê, phù hợp cho mọi loại hình kinh doanh. Quá đẹp, quá tiềm năng, thích hợp cho thuê, thích hợp để đầu tư, thích hợp để kinh doanh mua bán, rất là tuyệt vời. Một vỉa đất vuông vức trước sau, quá đẹp, kết nối giao thông thuận tiện, đất vuông vức trước sau, không lỗi không dính mộ. Đó, thì nãy giờ em cũng đã quay review xung quanh và cũng như bay vài ảnh lên kem trên cao, thì nhiều quý cô chú anh chị cũng đã hình dung được về vẻ đẹp mà lô đất ngày hôm nay em ta muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị rồi, đúng không ạ? Đó, tại vì vừa ở vừa kinh doanh, vừa có thể là cho thuê, phù hợp mọi loại hình kinh doanh luôn, rất là đẹp. Với một quỹ đất nằm ngay mặt tiền đường rộng 30m như thế này, căn góc hai mặt tiền cực kỳ thông thoáng, có thể là để cho thuê nè, để đầu tư làm nhà hàng, quán cà phê cũng rất là tuyệt vời luôn ạ. Đó, quý cô chú anh chị nào có quan tâm tới lô đất này thì hãy gọi cho Tâm với số điện thoại là 0899909339. Em Tâm sẽ mời anh chị đi xem thực tế và cũng như là hỗ trợ tư vấn pháp lý cho anh chị nếu anh chị quan tâm tới sản phẩm này ạ. Tâm biết ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi đoạn clip của Tâm. Tâm mến chúc quý anh chị luôn nhiều niềm vui, luôn nhiều sức khỏe và đặc biệt luôn thành công trong những thương vụ đầu tư của mình. Tâm ơn quý tất cả mọi người.